Và đây là món chả giò tôm thịt. Với công thức ngày hôm nay của mình á, thì chả giò của mình rất là vừa ăn. Ăn kèm thì mình sẽ ăn chung với nước mắm chua ngọt, rau cải, hoặc là mình có thể là ăn với bún cũng rất là ngon. Chả giò của mình thì rất là giòn, ngon lắm các bạn. Ê, mình sẽ thử cho các bạn một chiếc nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món chả giò tôm thịt. Về nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là khoảng nửa ký thịt nạc đùi. Các bạn có thể là sử dụng các loại thịt nạc lưng cũng được. Sử dụng cho mình là 150g tôm đã lột vỏ rồi, mình cân là 150g. Một củ môn này khoảng 600g. Thông thường thì tỷ lệ giữa môn và thịt tép là tỷ lệ 1:1. Nửa ký thịt này mình cộng với 150g này thì nó cũng khoảng 650g. Với 600g môn, tỷ lệ nó gần 1:1 nha. Hoặc là các bạn có thể là điều chỉnh tùy theo các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm hai bịch bánh tráng để cuốn chả giò. Một bịch này là khoảng 30 cái. Mình sử dụng khoảng 2 bịch. Thông thường thì làm chả giò đó các bạn, thì đặc trưng của chả giò là để tạo cái mùi thơm cho cái phần nhân của mình, thì các bạn không thể thiếu là ngò rí, hành lá, hành tím phi và tiêu. Đó là bốn nguyên liệu mà không thể thiếu trong cái món nhân chả giò để tạo mùi thơm. Hành tím này mình sử dụng là khoảng 3 muỗng canh vung, mình đã phi rồi. Mình sử dụng thêm khoảng 2 muỗng canh dầu ăn mà mình đã phi hành tím á, cho nó thơm. Một muỗng canh vung tỏi ớt băm để mình mồi mình sẽ làm nước mắm với 5 trái chanh này. Ăn kèm thì mình sẽ có là rau, cải và bún. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Về củ môn này thì mình sẽ sử dụng một cái đồ bào để mình bào sợi nó ra. Mình bào mỏng mỏng ra. Thì mình cũng sẵn đây mình nói về chất lượng video của mình á. Thì do mình sử dụng bằng điện thoại để mình quay á, nên chất lượng video nó sẽ không bằng những kênh khác người ta sử dụng máy quay tốt hơn. Do đó các bạn thông cảm về chất lượng nha. Đôi khi thì nó sẽ không được rõ. Màn hình thì nó không có được rõ. Khoai môn mình đã bào xong rồi nè. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ đi sắc cái phần thịt cho nó nhỏ nhỏ ra để cho dễ xay á. Bây giờ mình sẽ cho thịt và tôm vào luôn để mình xay. Mình sẽ cho phần ngò rí và hành lá vào. Mình xay cùng luôn nha. Mình sẽ cho hành tím vào luôn. Đối với món này thì tiêu nhiều mới ngon nha. Mình sử dụng là 2 muỗng cà phê tiêu. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê đường. Đối với món này thì mình sẽ không sử dụng nhiều đường nha. Mình sử dụng nhiều đường thì chiên rất là dễ khét. Một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xay nha. Phần nhân thì các bạn thích to thì mình xay to nha.
Mình thì xay cũng vừa vừa thôi, không quá nhuyễn. Rồi giờ mình sẽ lấy cái phần nhân này ra. Thôi mình đã cho vào một cái thau rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho khoai môn vào nha. Thì cái bí quyết ở đây nó cũng là mình xay hành, rồi tiêu, hành tím, rồi ngò rí, mình xay như vậy á thì nó sẽ đều thịt. Những cái tinh dầu của nó khi mình xay á, nó sẽ lan tỏa trong thịt nó đều. Còn khi mà mình cắt bình thường mình trộn nó sẽ không có thơm bằng. Nó vẫn thơm nhưng mà nó không có thơm bằng. Rồi giờ sẽ cho khoai môn từ từ vào. Về lượng khoai môn á cũng tùy các bạn nha. Mình thích khoai môn nhiều thì mình sử dụng nhiều thôi. Cái cọng khoai môn của mình hơi dài á nên mình cắt nó ra. Mình có thể cắt nó ra như thế này nè. Mình trộn lên cho nó đều. Mình đã trộn đều xong rồi nè các bạn. Cái này thì nó hơi nhỏ nên mình cho cái thau trộn cho nó dễ, thì mình sẽ cho nó lại vào một cái tô lớn cho nó gọn lại. Rồi bây giờ mình sẽ để yên, mình ướp khoảng 5-10 phút nha. Hồi nãy mình quên cho dầu ăn vào các bạn. Hồi nãy cái lúc xay thịt á, mình cho dầu ăn vào luôn nha. Đôi khi những cái nguyên liệu này nó hơi nhiều á, mình để mình quên. Trộn cho nó đều lên nha. Nó sẽ giúp cái nhân của mình không có bị khô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuốn chả giò nha. Nhân sau khi mình ướp được khoảng 10 phút thì mình sẽ bắt đầu mình đi cuốn. Mình sẽ cho một lượng nhân vừa đủ thôi. Mình sẽ cho vừa đủ như thế này. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Mình cuốn thì nó không có được khéo lắm. Nếu như mà cảm thấy ngay chỗ này mà nó không dính á, các bạn có thể là sử dụng là lòng đỏ trứng á, mình thoa ở đây một ít rồi mình cuốn lại là nó dính à. Nếu như cảm thấy dính thì mình sử dụng lòng đỏ trứng nha, trứng gà, trứng vịt gì cũng được. Dầu nóng rồi mình sẽ cho chả giò vào, nhưng mà chúng ta sẽ cho dầu nó độ nóng nó vừa phải thôi các bạn, đừng có nóng quá. Đối với cái bánh tráng này nó đặc biệt ở chỗ là mình cho lửa nóng quá thì cái da của chả giò nó bị phồng, nó không có đẹp. Các bạn chú ý là mình sẽ chiên với lửa vừa hoặc là nhỏ hơn lửa vườn chút xíu, mình chiên từ từ nha. Đối với cái chả giò này đó thì mình sẽ chiên bằng bếp ga, tại vì bếp điện đó các bạn, mình thấy cái độ lửa của nó là nó sẽ từ ở dưới đáy nó đi lên, còn bếp ga thì nó sẽ lửa nó sẽ nóng ở hai bên dàn chảo trước. Do đó là nếu như chiên thì các bạn nên chiên bằng bếp ga nó sẽ tốt hơn. Chả giò giờ nó đã vàng rồi nè, mình sẽ lấy nó ra nha. Rất là giòn, rất là ngon. Máy cuốn này mình cuốn không được khéo á. Máy cuốn vì sao thì cuốn nó nhỏ hơn, nó đều, nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi pha phần nước mắm. Ở đây thì nước cốt chanh á, mình đã nặn ra rồi và mình đong được là khoảng 5 muỗng canh nước cốt chanh. Mỗi một muỗng canh thì nó khoảng 15 ml.
Ở đây mình sử dụng là 200ml nước lọc, nước đã đun sôi để nguội. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt chanh này vào. Mình sẽ sử dụng là khoảng 6 muỗng canh đường. Sau khi cho vào 6 muỗng canh đường, bây giờ mình sẽ khuấy lên cho nó tan. 6 muỗng canh đường thì mình sẽ sử dụng là khoảng 7 muỗng canh nước mắm. Về nêm nếm thì các bạn nêm sao chua chua ngọt ngọt là được. Nó hơi mặn một chút xíu để mình ăn với bún. Rồi mình sẽ cho tỏi ớt vào. Coi như là đã hoàn thành rồi. Phần chả giò mình để vào khăn giấy á, cho nó rút dầu. Rất là đẹp các bạn, rất là giòn. Mình sẽ ăn thử một chiếc nha. Về gia vị thì chả giò rất là vừa ăn các bạn, rất là ngon. Thì với cái công thức ngày hôm nay của mình á, thì mình làm được hơn 100 chiếc chả giò. Nói 100 chiếc thì nó nhiều thiệt, nhưng mà chiếc chả giò rất là nhỏ các bạn, nó cũng không có quá to. Bạn nào làm ít thì làm phân nửa công thức của mình nha. Phần chả giò mình đã trình bày ra dĩa. Thì ăn kèm thì mình sẽ ăn với rau, rau cải như thế này và bún. Mình có thể là ăn chung với dưa leo nữa nếu như mình thích nha. Món này rất là đơn giản. Phần chả giò này đó, nếu như mà nhà các bạn mà sử dụng không hết á, thì phần nhân các bạn có thể là cho vào ngăn mát của tủ lạnh để hôm sau làm, hoặc là nếu như muốn để lâu thì mình sẽ để vào ngăn đá rồi mình rã đông ra mình cuốn. Chứ các bạn đừng nên cuốn sẵn rồi mình đông đá, như vậy nó không ngon. Khi nào ăn thì mình lấy nhân ra mình cuốn thì nó ăn sẽ rất là ngon. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.